Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Anh ở nhà, anh hát là anh đóng cái cồn hả? Dạ. Để một chút rồi vợ anh hát đủ. Người giọng hay và khỏe như anh thì chắc chắn là hát chỉ vì vợ thôi. Đây là 40 lon bia nữa, hát để nhà. Là đứng một chút tình vợ. Là vài lon bia nữa thì hát đi vào lòng người phải có cảm xúc. Bên này là gì vậy? Quý sĩ đó. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.